Alo bạn, hôm nay mình sẽ ăn là cái này nha bạn. Nó còn nóng nha bạn. Cái này hết tắm rồi. Ui da, cái miệng tôi. Các bạn nhớ bấm một like, sẽ nhắn hồi đúc đăng ký cho mình, đăng hồi đúc chuông cho mình để nhận thông báo là mình làm video mới cho bạn coi nha bạn, cho mình có động lực nha nhớ bạn. Không nói bạn ơi. Ui da, ổn tay. Em nhìn chưa? Các bạn nhớ bấm được like, share, nhấn vào nút muốn chuông nha bạn. Ngon quá. Thèm á. Để ớt vô đây không. Nóng dữ vậy. Thì cái này còn nóng không? Cái này phóng thẩm. Cái này mình đợi cho nó nóng tới ngày mơ luôn các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Các bạn muốn ăn là các bạn kêu mẹ các bạn á, là mua mấy dụng cụ để là bạn nấu đi. Ôi ạ, trục cuộc. Ngon dữ không biết nữa ta. Ăn cho mập. Rất là quen rồi. Đến đây là phần mưa. Ngon quá mọi người.
rú mày trong đó. Ôi ui dạ. Không được ta đứng đây. Hiêu này nè các bạn, ăn cho nó cạp đã. Cái này mẹ mình lấy bằng cũng chả. Chắc cắn này gớt. Các bạn ơi. Rồi. Các bạn ăn nha, đây. Ở nhà mình là thường là hết cái này nó không được. Mình dở dưới nhà mơ chưa ăn xong. Ủa? Mới ăn thiếu là có lâu rồi. Đây là cọng lông nha các bạn. Đang ăn mà dính cọng lông ở đây. Bó tay luôn. Đây cái quay nha các bạn. Cái quay bằng cọng xả. Nó này rất nhanh nữa luôn mấy bạn. Quá. Con gà mà có lỗ lông nhiều ta. Giống rau mình đến đây kết thúc chào biển bận sao bye bye. Ủa, chưa xong mà. Đúng rồi. Chưa ăn xong mà. Đây là một đúng không? Bóc luôn đi mọi người. Dạ. Bóc luôn đi. Ừ. Hết nóng hả? Ừ, hết nóng rồi bóc luôn đi. Ăn mạnh mẽ lên coi. Ăn gì giống như gà vậy. Nó ăn được đâu, cộng sản nó ăn được, bỏ đi. À. Ừ. Ăn nhanh lên, lớn rồi ăn nhanh lên, mạnh mẽ lên. Ai để không biết đi. Tiêu đó, học tiêu. Con chỉ ăn được ớt được coi. Đây là một chiếc xe mô tô đã bị gãy bánh. Nghe tụt thì tụt nha các bạn. Yeah, chúng tôi là câu chuyện.
Nếu mà các bạn ở nhà các bạn có điện thoại liên lạc các bạn quay đi. Ăn đấu gà. Đây đây chạy. Làm gì ạ? Dớ. Ăn nhiều vô coi ăn chút nè. Nó ăn thế rồi ở nha bạn. Có tiền nhiều mấy cơ. Lấy ảnh đây chút còn ăn hạch nha bạn. Câu quả cây xả đang gì hoài. Ủa cây xả bây giờ mập với gì ta? Cũng mập. Dạ. Ở dưới gốc nó mập bự cái kia. Rồi nhấm nước cho bạn. Các bạn nhớ ăn canh củ quả nha bạn. Thiếu nhân lực. Thấy cứ bắt mình còn cũng chưa khớp đèn. Các bạn nhớ bấm like, share, nhấn hỏi đăng ký cho mình. Nhấn hỏi chuông. Nếu chia sẻ cho mình. Để mình có động lực cho mình làm video mới cho bạn coi nha. Bye bye.